một số người vẫn đang có những cái dịch vụ chở xe. Vẫn còn dư âm của lụt Hà Nội. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn an toàn trên mỗi cung đường và đi qua những khu lụt thì hãy cẩn thận trước khi vượt qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chú Mò Linh rất là dũng cảm. Wow, dũng cảm quá, chết giữa rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Các xe thấp nên cẩn thận trước khi bò qua những lũ chỗ lụt này. Tăng tốc ga thật mạnh, không được dứt điểm, không được để chết máy. Và chất máy giữa đường rất là nguy hiểm nha. Wow, ok. Một chú Honda Civic đã bị chết máy nằm ở. Chú Suzuki rất dũng cảm. Rất dũng cảm.